Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức tổng hợp TBC News của chúng tôi. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Hãy sát cánh cùng Tổng thống. Biden chỉ là một con tốt, còn Tổng thống Trump là vị chiến binh bảo vệ nước Mỹ. Nhưng hôm nay, bây giờ, Ông Donald Trump đang là tổng thống của chúng ta, và như những gì ông ấy đã làm khi tuyên thệ nhậm chức, ông ấy đã anh dũng chiến đấu với các thế lực hùng cường, ác độc, vốn không chỉ chống lại ông ấy mà chống lại cả chúng ta. Nghĩa vụ của chúng ta là tìm cách giúp tổng thống truyền bá sự thật, sát cánh cùng tổng thống. Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu khởi kiện ở các bang chiến trường quan trọng, cho gian lận phiếu bầu của đảng Dân Chủ là mối lo ngại nghiêm trọng. Nhiệm kỳ tổng thống bị treo lơ lửng, nhưng hơn thế nữa tương lai các quốc gia cũng vậy. Đó không phải là cường điệu, một nhiệm kỳ tổng thống của Biden có thể dẫn đến kết quả của một kế hoạch thiết lập tham nhũng và những lợi ích về tiền bạc quyền lực cho cánh tả, thúc đẩy mục đích chuyển đổi nước Mỹ. Có lẽ chúng ta nên gọi đó là quá trình Mỹ hóa của quốc gia, nhưng với những hậu quả nghiêm trọng hơn đối với quyền của người Mỹ, đó là phe dân chủ cấp tiến chắc chắn sẽ hướng tới việc hủy bỏ hiến pháp. Trump là một con sư tử, một chiến binh, một nhà lãnh đạo không lùi bước cuộc chiến đang tồn tại, đó là về quyền tự do so với sự chuyên chế. Việc tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống của Trump là rất quan trọng vì nhiều lý do. Hãy hiểu rằng tổng thống không chỉ là một bức tường thành, ông ấy là đầu tàu trong việc bảo vệ quyền tự do của chúng ta, khôi phục sự thịnh vượng và bảo vệ chúng ta trước một Trung Quốc săn mồi. Ông ấy dẫn dắt chúng ta chống lại mọi kẻ thù cả trong và ngoài nước. Bốn năm nữa của tổng thống Trump đảm bảo các quyền tự do và hạnh phúc của chúng ta. Tôi không biết về bạn nhưng trong tâm trí tôi không biết về bạn nhưng trong tâm trí của tôi nước mỹ không phải chỉ là một vùng đất nước mỹ là ý tưởng của sự tự do dưới sự duy hộ của chúa nếu chúng ta mất điều đó nước mỹ không còn là nước mỹ thượng đế đã ra ân ông trump là một con sư tử một chiến binh nhà lãnh đạo gan dạ này sẽ không lùi bước không giống như các thành viên đảng cộng hòa mềm dẻo khác trong quá khứ và hiện tại ông trump sẽ không bị quật ngã trong tâm của ông ấy là nhằm duy trì chức vụ tổng thống, ông làm như vậy không phải để nuôi dưỡng ham muốn quyền lực của mình mà là để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó không phải là một khẩu hiệu thoáng qua, đó là một tiếng gọi tập hợp. Chúng ta có một hồ sơ theo dõi 4 năm tận tâm của ông Trump đối với đất nước. Dưới thời tổng thống Trump GDP thực tế đã vượt qua kỳ vọng và tăng với tốc độ 2,5% hàng năm từ đầu cuộc bầu cử đến cuối năm 2019, nền kinh tế Mỹ đã có thêm 7 triệu việc làm. Năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã xuống còn 3,5%, mức thấp nhất trong năm thập kỷ. Obama, Biden cần 2 năm 2 tháng để cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 10% vào tháng 10 năm 2009 xuống 8,5% vào tháng 12 năm 2011. Chính quyền Trump đã vượt qua chỉ trong một tháng, từ 10,2% vào tháng 7 xuống 8,4% vào tháng 8 ông Trump không ngừng nâng cao chương trình nghị sự đặt nước Mỹ lên hàng đầu. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta trong thời điểm nguy hiểm này là sát cánh cùng người khổng lồ này. Khi ông ấy chiến đấu cho nền Cộng hòa của chúng ta, chúng ta không thể dao động. Nhân danh Chúa, ông Trump sẽ không nhường chức Tổng thống cho những người như Joe Biden và đội ngũ mà Biden đang đại diện. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump và số phận của quốc gia sẽ thuộc về toán tối cao Hoa Kỳ. Thẩm phán Amy Coney Barrett do tổng thống bổ nhiệm đã ở đó hơn cả dự kiến, có lẽ là ý trời. Sự gian lận bất tận của đảng dân chủ. Đảng dân chủ đang sử dụng mô hình California trong nỗ lực đánh cắp cuộc bầu cử. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Nevada những lá phiếu gửi qua thư và những lá phiếu tạm thời mang đến những khoản lợi nhuận khổng lồ qua đêm đáng ngờ của Biden ở Wisconsin. Chính quá trình thu thập và kiểm đếm các lá phiếu này đã xảy ra gian lận ngay từ đầu. Những lá phiếu không có chữ ký khớp với đăng ký và những lá phiếu thiếu dấu bưu điện rất dễ bị lạm dụng. Có rất nhiều phương pháp và cơ hội để thực hiện các trò gian lận. Tổng thống Trump đã chiến thắng trong việc tái đắc cử ở ngay bầu cử, chẳng hạn ở Pennsylvania. Ông dẫn đầu với hơn 600.000 phiếu bầu, tranh lệch của ông ấy là 42.100 phiếu. Đảng Dân chủ chỉ đơn giản đã thực hành gian lận. Các cuộc thăm dò đã kết thúc và sau đó Đảng Dân chủ tính xem họ cần bao nhiêu lá phiếu và biết phải đi đâu để tìm chúng. Hãy suy nghĩ về những điều không tưởng trong một lúc. Vào trưa ngày 20 tháng 1 năm 2021, Joe Biden bước lên bục, đặt tay lên một cuốn kinh thánh và có lẽ lúng túng với các từ khi ông ta tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46. kể từ thời điểm đó, tổng thống Joe Biden là bất hợp pháp. Chúng ta có thể rút ra kết luận nào khác? Một tổng thống được bầu từ việc gian lận có thể được công nhận chăng? Một chiến thắng của Biden trên cơ sở đó sẽ làm mất giá trị của 69,5 triệu phiếu bầu. Nếu các cử tri không thể mong đợi các cuộc bầu cử trung thực như là các phương tiện để giải quyết những khác biệt chính trị một cách dân sự thì họ còn trông cậy vào cách nào đây? Điều cơ bản của một xã hội tự do là các cuộc bầu cử mà cử tri có thể tin tưởng ngay cả khi kết quả đi ngược lại với kỳ vọng của họ. Nhưng khi niềm tin tan vỡ, tất cả sự đặt cược đều thất bại. Biden chiếm Nhà Trắng, nguy cơ an ninh quốc gia. Sự tham nhũng của Biden đang hiện ra rõ ràng, dù các phương tiện truyền thông chính thống đang phớt lờ và gây dối trí công chúng đối với các cáo buộc tham nhũng. Biden dường như đã tự thỏa hiệp với người Trung Quốc, người Nga và người Ukraine, cũng như một số thế lực ngoại bang khác. Hối lộ, mua chức, lại quả, đánh cắp thông tin, tất cả đều là những cáo buộc chống lại vị Tổng thống tiếm danh này các cáo buộc chống lại Biden thật là khủng khiếp và bằng chứng ngày càng nhiều, truyền thông chính thống và big media sẽ tăng gấp đôi nỗ lực của họ để loại bỏ và kiểm duyệt sự thật nhằm bảo vệ tổng thống truyền thông Biden. Nhưng sự thật là thứ bướng bỉnh, dứt khoát và mạnh mẽ nhất, sự thật có những cách hiển thị và lưu truyền. Biden chiếm nhà trắng, điều này cần phải được coi là một nguy cơ an ninh quốc gia trước hết và trên hết. Đảng Cộng sản Trung Quốc có vai trò trong Đảng Cộng sản Trung Quốc có vai trò gì trong chuyện gì? Họ có thể sở hữu đoàn bẩy nào? Còn Putin thì sao? Chúng ta đều biết điều này. Tập cận bình và Tập cận bình và Vladimir Putin là những kẻ tính toán lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi ngày tháng trôi qua và ngày càng có nhiều tiết lộ về sự gian dối, Biden sẽ có đủ quyền lực để giữ vai trò chỉ huy. Khi việc mất lòng tin ngày càng nặng nề, làm sao Biden có thể nghĩ đến việc hàn gắn một quốc gia đang bị dạn nứt nặng nề? Pha trộn trong ánh hào quang của tội phạm, Biden yếu đối một cách đáng xấu hổ. Đầu óc ông ta quay cuồng. Hãy tin vào mắt bạn. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều khẳng định rằng ông ta không có khả năng đáp ứng những đòi hỏi gian khổ của nhiệm kỳ Tổng thống. Sự xa suốt của ông ấy sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Biden, một con tốt. Biden là hàng giả, Mặc dù những người điều khiển ông ta không mệt mỏi giới thiệu rằng ông ta là người cuối cùng xứng đáng của Đảng Dân chủ, thật phi lý, nhưng có lẽ Biden cũng là một con tốt đang bị thao túng về mặt chính trị bởi những người cánh tả. Chính quyền Biden sẽ được tận dụng tối đa để thúc đẩy các chương trình nghị sự, thượng viện Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ là bức tường lửa cho bất kỳ kế hoạch cải tổ toán nào do Đảng Dân chủ tiến hành. Nhưng những kẻ nắm được Biden sẽ ngang nhiên thúc đẩy việc vượt qua thượng viện Đảng Cộng hòa để hạn chế quyền của TU, chính án thứ hai, thúc đẩy mở rộng tài trợ cho việc phá thai, mở rộng biên giới cho những người bất hợp pháp, dỡ bỏ thuế quan thương mại đối với Trung Quốc, thúc đẩy các sáng kiến chống thực thi pháp luật và mở các cánh cửa thuế quan cao hơn. Một nhiệm kỳ tổng thống của Biden thật thê lương để chiêm nghiệm. Nó được đưa ra ở đây như một minh họa rõ ràng về việc nếu điều không tưởng xảy ra. Hãy đứng lên và sát cánh cùng Tổng thống. Nhưng hôm nay, bây giờ, Donald Trump đang là Tổng thống của chúng ta và như những gì ông ấy đã làm khi tuyên thệ nhậm chức, ông ấy đã anh dũng chiến đấu với các thế lực hùng cường ác độc vốn không chỉ chống lại ông ấy mà chống lại cả chúng ta. Nghĩa vụ của chúng ta là tìm cách giúp Tổng thống truyền bá sự thật, sát cánh cùng Tổng thống. Bây giờ Tổng thống Trump kêu gọi chúng ta kiên quyết đứng về phía ông ấy. Chúng ta đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử nước Mỹ. Ở các bang chiến trường đang tranh chấp, hãy lên tiếng yêu cầu các nhà lập pháp liên bang có nhiệm vụ phải can thiệp để tính toán trung thực các lá phiếu và ngăn chặn các lá phiếu bị nghi ngờ gian lận. Chúng ta cần mạnh dạn đưa ra tuyên bố đơn giản này. Chúng ta sát cánh cùng Tổng thống Trump vì các cuộc bầu cử trung thực và tự do cho người Mỹ. Chúng ta hãy tự hào nhớ lại những từ này trong tuyên ngôn độc lập của chúng ta. Với niềm tin vững chắc vào sự che chở của Đức Chúa Trời thiêng liêng, chúng tôi cùng nhau cam kết về cuộc sống, phước lành và danh dự thiêng nhiên của chúng tôi. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin TVC News ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể cập nhật được những tin tức mỗi ngày thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau